Chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Hacom. Khi mà chúng ta nói về những cái bộ PC gaming trong phân khúc mức giá là khoảng 10 triệu đồng ở thời điểm hiện tại thì gần như các bạn sẽ có những cái sự lựa chọn về cả đồ họa như là con AMD Radeon RX 6500 hoặc là Nvidia GeForce GTX 1050. Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngồi đây để có thể trải nghiệm về bộ PC với mức giá cũng là 10 triệu đồng nhưng chiếc card đồ họa đi kèm thì nó sẽ là một chiếc card đồ họa hoàn toàn mới. Hôm nay chúng ta sẽ có được ở đây là một chiếc card đồ họa đến từ nhà của Intel luôn. Thế nên thì gần như ở thời điểm hiện tại nếu như bạn nào chúng ta là fan của Intel thì các bạn hoàn toàn có thể sắm cho mình một combo full nhà của Intel như thế này luôn. Vậy thì cùng xem với một chiếc card đồ họa đến từ nhà của Intel và một bộ PC trong phân khúc mức giá là khoảng 10 triệu đồng thì nó sẽ đem đến cho chúng ta có được những cái trải nghiệm như thế nào trong quá trình khi mà chơi game và làm việc, và nó có đủ sức để có thể đánh bật được AMD Radeon RX 6500 và Nvidia GeForce RTX 1650 hay là không, thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm chứng ở ngay sau đoạn intro này nhá. Và đây chính là chân dung tổng thể của bộ PC mà mình đang muốn nói đến ở trong video ngày hôm nay. Hãy cùng mình điểm qua về mặt cấu hình của bộ PC này để xem là ở bên trong nó sẽ có những gì. Về phần CPU thì chúng ta đang có được ở đây là CPU Intel Core i3-10105F. Có thể nói như thời điểm hiện tại chúng ta đã có được Intel Core i3 thế hệ thứ 12 rồi, và về mặt hiệu năng của nó cũng cải thiện đáng kể trong quá trình khi mà chơi game. Nhưng với Intel Core i3-10105F ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang là một trong những cái sự lựa chọn của rất là nhiều người, bởi vì mức giá hay là hiệu năng của nó đem đến chúng ta trong quá trình khi mà trải nghiệm nó vẫn rất là đủ. Thậm chí là sau này chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp lên những chiếc card đồ họa nó có một cái hiệu năng chơi game nó cao hơn, như là Nvidia GeForce GTX 3070 rồi RTX 3070 Ti thì nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng một cách rất là tốt. Và đặc biệt nhất, cái lý do mà mình lựa chọn Intel Core i3-10105F là việc mà chúng ta mua những chiếc main đi kèm. Cụ thể hơn thì với những chiếc main như là H510 mà mình đang sử dụng ở đây ấy, thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc chúng ta lựa chọn những con main H610 ở thời điểm hiện tại. Gần như là một combo i3-12100F đi kèm với H610 thì chúng ta đã tiêu tốn đâu đó là khoảng 5 triệu đồng cho combo như thế này rồi. Còn việc mà chúng ta lựa chọn combo i3 đi kèm với lại H510 như thế này thì mức giá của nó chỉ loanh quanh đâu đó là khoảng hơn 3 triệu cho tới 4 triệu đồng một chút mà thôi. Về chiếc bộ máy chủ H510 mà mình đã và đang lựa chọn ở đây thì nó đến từ Asus. Về tổng quan thiết kế của nó thì cũng không có quá là nhiều những cái điểm nổi bật, nhưng mà tính ứng dụng của nó trong quá trình khi mà sử dụng ấy thì nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng cho ta một cách rất tốt. Cụ thể nhất có thể kể đến như chúng ta sẽ có hai slot để có thể cắm RAM, và đi kèm với đó chúng ta cũng sẽ có thêm một cái khe để các bạn có thể cắm SSD M.2 NVMe ở trên đây và sử dụng nó một cách hoàn toàn khá là thoải mái. Về combo RAM và SSD thì ở trên bộ PC này chúng ta sẽ có 8GB RAM đi kèm với đó là 256GB SSD. Với một bộ PC có mức giá là khoảng 10 triệu đồng thì thực chất chúng ta cũng sẽ không thể nào đòi hỏi là nó phải có 16GB RAM như là những cái bộ PC với mức giá là khoảng từ 15 cho tới 20 triệu đồng được, mà 8GB mình nghĩ nó cũng là một con số đủ để cho các bạn có thể trải nghiệm ở trên bộ PC này rồi. Và dù sao thì cái mục đích của bộ PC này khi mà mình xây dựng ấy thì nó cũng sẽ hướng tới những cái tựa game online esports, và những tựa game này thì nó cũng sẽ không chiếm dụng quá là nhiều RAM của chúng ta. Thế nên thì 8GB RAM nó vẫn đáp ứng tốt chúng ta trong quá trình khi mà chơi game một cách tương đối là thoải mái. Có chăng thì sau này chúng ta khi mà sử dụng với những cái tác vụ nó nặng hơn như là chúng ta chỉnh sửa video hay là chúng ta chơi những cái tựa game ở trên độ phân giải cao hơn ấy, thì mình khuyên là chúng ta nên nâng cấp thêm một thanh RAM nữa để cho cái hiệu quả về cái việc chúng ta chạy đua channel trên một bộ PC thì nó cũng sẽ được cải thiện về mặt hiệu năng, hay là nó cũng sẽ không gây nên cái hiện tượng nghẽn cổ chai khi chúng ta kết hợp với lại những chiếc card đồ họa nó có một cái hiệu năng quá là cao ở trên cái bộ PC như thế này. Còn về 256GB SSD để có thể lưu trữ thì mình thấy nó là một con số hoàn toàn rất là dư giả với một bộ PC chỉ chơi những cái tựa game esports như thế này, bởi vì những cái tựa game esports thì dung lượng của nó không quá là cao, các bạn hoàn toàn có thể lưu trữ một cách thoải mái và sử dụng ở trên bộ PC này. Sau này có điều kiện thì các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp vào đây một cái ổ cứng HDD với dung lượng là khoảng 500GB hoặc là 1TB thì nó sẽ đem đến chúng ta có được một cái hiệu quả sử dụng theo như mình thấy nó sẽ là tốt nhất. Còn về thành phần linh kiện mà mình nghĩ rằng chúng ta đã và đang quan tâm nhiều nhất ở trên bộ PC này chắc chắn phải kể đến, đấy chính là về phần card đồ họa. Thì đây chúng ta đang có được một chiếc card đồ họa hoàn toàn mới đến từ nhà của Intel, đấy chính là con ARC A380. Với chiếc card đồ họa này thì cái phân khúc của nó cũng hoàn toàn ngang bằng so với lại con GTX 1650 và AMD Radeon RX 6500. Thế nên thì nó cũng sẽ chỉ phục vụ tốt cho chúng ta cái nhu cầu liên quan tới chơi những cái game esports mà thôi. Còn cái hiệu năng thực tế của nó trong quá trình khi mà trải nghiệm như thế nào ấy thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem là nó sẽ thể hiện ra làm sao. Với chiếc card đồ họa này thì về cái thông số của nó thì nó sẽ có được những cái điểm ấn tượng hơn so với lại Radeon RX 6500 hay là GTX 1650. Có thể kể đến những cái yếu tố chẳng hạn như là chúng ta sẽ có 6GB RAM, hay là nó cũng được trang bị những cái công nghệ xịn gió hơn như là Ray Tracing, rồi chúng ta cũng sẽ có thêm đấy chính là cái khả năng decode và encode video AV1 đấy.
Còn về thành phần linh kiện cuối cùng, đấy chính là về phần vỏ cây, thì thực sự với một bộ PC có mức giá là khoảng 10 triệu đồng thì đây sẽ là một trong những cái vỏ cây không thể nào phù hợp hơn để cho các bạn có thể lựa chọn. Đây là một chiếc vỏ cây có cái mức giá chỉ vỏn vẹn đâu đó là khoảng gần 400 nghìn đồng mà thôi, nhưng mà về mặt thiết kế các bạn có thể xem qua là nó gần như là xuất sắc nhất ở trong cái phân khúc của mức giá như thế này rồi. Bên cạnh đó thì nó còn có thêm một cái mặt kính ở đằng hông để các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy và các bạn hoàn toàn có thể sâu những cái thành phần linh kiện bên trong bộ PC của chúng ta. Nhưng mà một trong những cái điểm ăn tiền nhất ở trên cái vỏ cây này so với lại những cái vỏ cây khác trong cùng phân khúc và mức giá, đấy chính là về khả năng đi dây. Khi mà cái dây nguồn 8 pin chúng ta đi vào main hay là dây nguồn 24 pin ấy, thì chúng ta đi một cách rất là dễ dàng và nó sẽ không gây nên cái tình trạng vướng mắc như là những cái vỏ cây khác ở trong cùng phân khúc và mức giá. Và với những cái dây form panel khác thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đây là một trong những cái điểm mà mình đánh giá rất là cao ở trên chiếc vỏ cây Vicha, trong khi đấy mức giá của nó chỉ là khoảng 400 nghìn đồng như thế này mà thôi. Đó chính là tất cả những cái thành phần linh kiện sẽ có mặt ở trên một bộ PC có mức giá là khoảng 10 triệu đồng như thế này. Và cái điểm đặc biệt nhất thì như mình đã có nói rồi là về phần card đồ họa, chúng ta sẽ có ở đây một chiếc card đồ họa đến từ Intel. Thế nên thì về mặt hiệu năng, nó sẽ là một trong những thứ mà chúng ta đang muốn chiêm ngưỡng xem là trong quá trình khi mà nó thể hiện với những cái tựa game hay là về khả năng làm việc của nó sẽ làm sao. Thì ngay bây giờ mình sẽ cùng với các bạn chúng ta đi trải nghiệm xem là hiệu năng của nó sẽ thể hiện được như thế nào. Về mặt hiệu năng gaming của bộ PC này thì ở trong cái bài test ngày hôm nay mình có thử test qua tổng cộng với 4 tựa game từ nhẹ tới thời nặng. Chúng ta sẽ có những cái tựa game esports chẳng hạn như là Valorant, CS:GO, rồi chúng ta có Dota 2 hay là những cái tựa game AA nó nặng hơn như là Far Cry 5. Tất cả những cái tựa game này thì mình để nó ở mức thiết lập, đấy chính là low setting. Thì với tựa game Far Cry 5, FPS của nó đạt được trong quá trình chơi chỉ đâu đó là khoảng từ 45 cho tới là 50 FPS mà thôi. Một con số mình thấy là nó cũng tương đối là thấp, và mình nghĩ rằng nếu như chúng ta muốn trải nghiệm những cái tựa game AA nó nặng như là Shadow of the Tomb Raider hay là Final Fantasy 15 thì ở trên cái bộ PC này nó sẽ là một trong những cái thử thách khá là khó khăn. Thế nên thì mình chỉ khuyên các bạn là chúng ta chỉ nên chơi những cái tựa game esports ở trên bộ PC này mà thôi. Và khi mà chúng ta chuyển qua những tựa game esports nó nhẹ nhàng hơn như là Valorant thì FPS của nó đã được cải thiện một con số đáng kể. Nó sẽ đạt được trong mức là khoảng từ 90 cho tới 100 FPS trong quá trình khi mà chơi Valorant. Rồi với những cái tựa game MOBA chẳng hạn như là Dota 2 thì nó cũng đạt được trong khoảng là từ 85 cho tới 90 FPS. Và tựa game cuối cùng là CS:GO thì mình cũng hoàn toàn có thể chơi một cách mượt mà trong mức FPS có thể đạt được là từ khoảng 65 cho tới 70 FPS. Dù cho nó là những cái con số nó không quá là cao hay là quá là ấn tượng so với lại những chiếc card đồ họa như là Nvidia GeForce RTX 1650 hay là Radeon RX 6500, nhưng mà chúng ta cũng sẽ cần phải nói lại một số những cái yếu tố mà chiếc card đồ họa này có, chẳng hạn như là về cái khả năng khi mà chúng ta kết hợp với cái việc là chúng ta chỉnh sửa video, hay là nó có thêm công nghệ ray tracing, rồi chúng ta có 6GB RAM thì nó cũng là một con số lợi thế hơn hẳn trong một số những cái tác vụ khi mà chúng ta làm việc ở trên bộ PC này rồi. Thế nên thì việc mà chúng ta lựa chọn con A380 này thì mình thấy nó cũng là một trong những cái sự lựa chọn hợp lý khi mà chúng ta build PC trong phân khúc mức giá là khoảng 10 triệu đồng như thế này. Và trên đây là những điều mình muốn chia sẻ tới dành cho các bạn về một bộ PC với mức giá là khoảng 10 triệu đồng. Nó được sử dụng ở đây là từ CPU cho tới card đồ họa đều đến từ Intel luôn. Đây có thể coi như là một trong những cái sự lựa chọn hoàn toàn mới, và nó cũng có khá là nhiều những cái thứ gọi là mạo hiểm để chúng ta lựa chọn một cái cấu hình như thế này. Nhưng mà dù sao thì về mặt hiệu năng của nó đã và đang thể hiện thì mình thấy là nó đem đến chúng ta có được những cái con số nó cũng tương đối là khách quan. Và đi kèm với đó thì một vài những cái yếu tố khác, chẳng hạn như về mặt driver ở trên chiếc card đồ họa này thì nó cũng chưa được cập nhật một cách ổn định. Hy vọng thì trong thời gian sắp tới với những cái phiên bản thế hệ các mới của Intel thì họ sẽ đem đến cho người dùng chúng ta có được những cái phiên bản cập nhật để cải thiện về cái mặt hiệu năng của nó, hoàn toàn có thể đánh bật được những chiếc card đồ họa khác ở trong cùng cái phân khúc như là Nvidia GeForce RTX 1650 hay là Radeon RX 6500 như thế này. Không biết ý kiến của các bạn như thế nào về bộ PC này, và liệu rằng với tầm giá là khoảng 10 triệu đồng thì chúng ta sẽ lựa chọn một bộ PC với chiếc card đồ họa thế hệ mới đến từ nhà của Intel, hay là chúng ta vẫn trung thành với lại những chiếc card đồ họa đến từ nhà của AMD hay là Nvidia, thì các bạn cũng đừng quên là hãy comment ngay bên dưới phần bình luận của video cho mình cũng như tất cả các bạn đã và đang xem video được biết với nhá. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm lắng nghe theo dõi video từ đầu cho tới bây giờ. Đừng quên là hãy ấn like và subscribe kênh YouTube của Hacom. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp.